Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để có thể đăng nhập tài khoản Zing VIP. Yêu cầu máy phải root trước nha. Sau đấy thì cài thêm một cái phần mềm mà duyệt file, ví dụ như mình hay dùng Explore hoặc là các bạn dùng Root Explorer hoặc các thứ thì cũng tương tự thôi. Chỉ là copy đè vào thôi. Cài xong Zing rồi thì các bạn mở Zing lên, bắt buộc phải mở nhá. Thì Zing không VIP nó có quảng cáo to đùng ở đây này. Sau đấy thì vào bản nhạc chắc nó phải to kinh khủng luôn. Đó, các bạn thấy quảng cáo chưa? Bây giờ thì các bạn mở cái trình duyệt file ra, ví dụ ở đây là Explorer. Thì giao diện chính Explorer sẽ như thế này. Các bạn vào cài đặt góc trên, chọn cài đặt hiển thị tập tin ảnh, sau đó thì chọn là siêu người dùng Maratable trở về. Mình sẽ cho các bạn cái file zing mp3.xml, thì các bạn tải về thư mục nào thì sẽ tìm đến thư mục đó. Chuyển sang tab bên cạnh nhé, các bạn chọn root, máy sẽ yêu cầu quyền super user thì các bạn cứ go lên cho nó, sau đó thì vào data. Rồi tiếp data, kéo xuống thì sẽ có .zing.3. Đó, thì bây giờ sẽ có cái thư mục là share prefer ở đây. Thì các bạn ấn vào rồi, chuyển sang tab bên cạnh, tích v vào cái file zing mp3.xml. Sau đó thì sao chép ra, ghi đè lên. Nếu các bạn mà muốn đổi cái tên hiển thị ở trong cái Zing MV3 thì các bạn giữ, chọn chỉnh sửa văn bản. Thì ở đây sẽ có một cái tên, các bạn chọn tùy ý, sửa như nào cũng được, sau đó thì lưu lại. Bây giờ thì sau khi copy xong thì bạn đã có VIP. Bây giờ thì test thôi. Đầu tiên thì phải thoát ra, thoát hẳn nó ra ấy. Sau đó thì vào.